Trong 143 năm tri vi, đã để lại cho hầu thể một khối di sản văn hóa, nghệ thuật, vật thể và phi vật thể đồ sộ, mang nhiều giá trị biểu trưng cho trí tuệ, tâm hồn, đất và người xứ Huế. Bao thế hệ đã qua, những tinh hoa hồi tù, hun đúc và chất lọc nên một nền văn hóa nghệ thuật đậm đà bản sắc Huế mà ít nơi nào có được. Một trong những bảo vật đã trở thành những giá trị sáng tạo quý giá, đó chính là nghệ thuật trang trí trên các công trình kiến trúc triều Nguyễn, đặc biệt là những công trình tiêu biểu thời vua Thiệu Trì. Những tác phẩm không chỉ thể hiện tình cảm gắn bó, dung hòa với thiên nhiên của nghệ nhân xứ Huế, mà còn thể hiện những tiêu chuẩn cơ bản về mỹ thuật của người Huế nói chung, như học giả Kaya từng viết trong sách Nghệ thuật Huế. Nghệ nhân Huế đã đưa được xứ sở và người dân của mình vào các tác phẩm. Thưa quý vị, Lăng Vua Thiệu Trì là một công trình lớn trong hệ thống kiến trúc cung đình, lăng tẩm của Hoàng gia Triều Nguyễn, có nhiều giá trị về mặt lịch sử, văn hóa, nghệ thuật kiến trúc và trang trí. Trị vì ngai vàng được 7 năm thì Vua Thiệu Trì lâm bệnh, qua đời khi mới 41 tuổi. Theo nhà nghiên cứu Phan Thuận An, nhà vua giảng lại, đất làm sơn lăng nên tròn chỗ bảy cao, chân núi Cần Tiền để dân binh dễ dàng làm công việc. Lăng được xây dựng tách riêng thành hai tiểu công viên được đặt sóng đôi trên núi Thuần Đào. Học giả Langren có dẫn lại, hướng Tây Bắc của lăng được hưởng mọi ảnh hưởng tốt của ngũ hành, âm dương, đất và trời, nước và núi, đem lại một cuộc sống vĩnh tồn, thịnh vượng. Tuy nhiên đây là hướng rất ít được dùng trong xây dựng lăng tẩm của vua chúa Triều Nguyễn. Kiến trúc Lăng Thiệu Trì là sự kết hợp, chọn lọc từ mô thức kiến trúc của Lăng Gia Long và Lăng Minh Mạng. Lăng Thiệu Trì không xây la thành, nhưng thay vào đó được bao bọc bởi những cánh đồng lúa, một hệ thống các hồ nhuồng trạch, hồ điền, hồ ngưng thủy, nổi liền mạch và các gò đất đổi thông trước sau. Lăng ẩn mình trong thiên nhiên với đầy đủ triết lý phong thủy, thanh thoát và yên bình. Thoạt nhìn, Lăng Thiệu Trì được tạo tác kiến trúc có vẻ đơn giản, nhưng càng đi sâu vào bên trong, người xem càng thấy được những triết lý hùng tráng mà vua Từ Đức đã xây dựng cho chốn vĩnh hằng của cha mình. Khi nghiên cứu về lịch sử các cái ngôi lăng mộ của các vị đế vương triều Nguyễn thì hầu như người ta đều kết luận rằng lăng là người. Có nghĩa là những cái ngôi lăng mộ của các đế vương triều Nguyễn bao giờ nó cũng thể hiện một cái tính cách nào đó rất đặc thù của cái vị chủ nhân đang nằm ở yên nghỉ ở trong đó. Thì Lăng Thiệu Trì cũng vậy. Chúng ta nhìn Lăng Thiệu Trì thì có một cái vẻ gì đó nó trầm mặc, nó thanh thoát diệu kỳ và có vẻ như nó mang nặng nỗi niềm của một vị hoàng đế mà chưa đủ thời gian để hoàn tất những cái trọng trách của đời trước giáo phó. Thì toàn bộ cái vấn đề từ chọn đất, từ cái hoạch định về phong thủy kiến trúc hoặc là bố cục tất cả các cái đơn nguyên kiến trúc hoặc là trang trí mỹ thuật cho từng đơn nguyên kiến trúc thì toàn bộ đều được thực hiện dưới thời của vua Từ Đức. Và cái điều ràng buộc của vua Thiệu Trì đối với khu lăng mộ này đó là di huấn của vua Thiệu Trì đối với vua Từ Đức. Nhà vua di huấn là rằng phải chọn một cái mảnh đất cao rảo gần chân núi nhưng gần kinh thành Huế để tiện việc đi lại. Cái thứ hai là về mặt kết cấu thì làm theo kiểu huyền cúng vào bửu thành có cái tòi đào ngầm đi ở dưới đất để đưa quan tài vào giống như là hiệu lăng, tức là lăng của vua Minh Mạng. Và một điều nữa là tiết kiệm tất cả những cái công trình kiến trúc về cả số lượng cũng như về chất lượng của công trình để giảm đi cái sự hao phí tiền tài và của cải của binh dân. Thì đó là một cái di huấn hết sức nhân văn của một vị vua khi mà chuẩn bị khuất núi. Tổng thể của lăng này là một sự kết hợp hài hòa những cái giá trị, những cái yếu tố nổi bật nhất của cảnh quan thiên nhiên, tận dụng tất cả những cái núi đồi, suối ngòi, rồi là các rặng cây và thậm chí là cả những cái hói để mà tạo ra những cái điểm nhấn về phong thủy. Cái sự tạo dựng nên một cái không gian rộng lớn mà tận dụng tất cả những cái điều kiện của tự nhiên như vậy cũng là một sự tiếp nối và cái thành tựu cả cái ý tưởng của cả vua thời trước.
Thì thể theo di nguyện của Phụ Hoàng thì Vua Tự Đức đã làm theo như vậy. Ngoài ba thành tố quan yếu nhất của một khu lăng mộ của một vị hoàng đế triều Nguyễn, đó là Bí Đình, là Tẩm Điện, là Huyền Cung và Bửu Thành, thì hầu như Vua Tự Đức không xây thêm nhiều những công trình kiến trúc. Thậm chí lá thành ở bên ngoài cũng không có, mà chỉ dùng những cái thành tố thiên nhiên có sẵn để tạo thành một cái lá thành tự nhiên cho khu lăng mộ. Không có cổng tam quan, không có cổng tiền, cổng hậu, không có cổng tả, cổng hữu. Và những cái công trình mang tính trang trí, biểu tượng hoặc là những cái công trình mà để mà vui chơi, sinh hoạt thì hầu như không có ở Lăng Thiệu Trì. Thưa quý vị, kiến trúc Lăng Thiệu Trì nhìn tổng thể đều thể rõ ý đồ trong bố cục, có tình biểu tượng, ẩn dụ, có hình tượng nghệ thuật chứa đựng tình triết lý phương Đông. Một trong những biểu tượng đáng chú ý đó chính là linh vật rồng. Rồng trong nhiều thời kỳ lịch sử luôn được xem là biểu tượng quyền uy của nhà vua và sức mạnh của triều đại. Thời nhà Nguyễn, hình tượng rồng đã có những biến đổi để tạo nên những giá trị thẩm mỹ, lịch sử và nghệ thuật đặc sắc riêng có và được diễn tả. Rồng Huế thường không nhiều khúc, thân uốn lúc dài, ngắn, to, nhỏ không nhất định, mà tùy thuộc vào từng bộ phận của kiến trúc hay hiện vật có sự hiện diện của nó. Đặc biệt, thời Thiệu Trì, rồng đã có đồ nhấn, đồ trường nét, khối đậm đặc hơn những con rồng thời Gia Long, mình màng, nền nã hơn những con rồng của thời sau. Hình tượng rồng ở Lăng Thiệu Trì không chỉ được chạm khắc, trang trí trên những khối đá mà còn được thể hiện ở nhiều chất liệu khác nhau như đồng, đắp nổi, nê vữa, nê hòa, pháp lam, chạm khắc gỗ hay sơn son thiệp vàng. Hình tượng con rồng luôn được đặt ở vị trí chủ đạo với nhiều kiểu thức trang trí khác nhau như lượng long châu Nguyệt, lượng long tranh châu, lượng long châu Nhật, long hồi, long ẩn vân, hoa là hỏa rồng, long lân khế hồi, rồng cách điều hoa văn mây trồng soạn nhiều lớp. Nhìn chung, rồng tại Lăng Thiệu Trì có những đặc điểm riêng biệt như học giả Kaya đã viết. Những cái sừng, những con mắt sáng rực, những vây bao toàn thân, một loài bơm với chòm râu nhỏ ở cằm, những móng nhọn bén và một cái đuôi xoáy trung ốc. Rồng là một cái sản phẩm tưởng tượng của con người. Người ta lấy được rất nhiều cái bộ phận đặc biệt của những cái con vật mà độc đáo nhất để tạo nên cái hình tượng con rồng. Rồng nó có cái đầu của con lạc đà, có mắt của con thỏ, có mũi của con trâu, có sừng của con hươu, có mình của con rắn, có vảy của cá chép, có bơm của sư tử, có cái bàn chân của hổ và cái móng vuốt của chim ưng. Và trải qua một cái thời gian rất dài để xây dựng nên cái biểu tượng, càng lúc thì hình tượng con rồng còn đạt đến cái đỉnh cao của mỹ thuật. Và cùng với cái sự tưởng tượng về hình tượng của con rồng thì người ta cũng tưởng tượng về cái quyền uy của con rồng rất là ghê gớm. Con rồng có thể hô phong hoảng vũ, có thể gây hô mưa tạo gió, tất cả mọi cái gì liên quan đến hoạt động tự nhiên của nước, của mưa, của gió thì đều do con rồng tạo nên. Là cư dân của một cái đất nước nông nghiệp cho nên người ta xem rồng như là một cái vị thần. Và dần dần nó lại trở thành cái đặc quyền riêng của một hoàng đế mới được sử dụng hình tượng rồng để trang trí cho những cái công trình kiến trúc của mình cũng như là trang trí cho những cái vật dụng sử dụng hàng ngày của cá nhân hoàng đế. Bắt đầu từ thời Vua Long thì đã con rồng thời Nguyễn đã được định vị theo những tiêu chuẩn yếu tố thẩm mỹ và những quy cách mà các triều đình phong kiến Việt Nam đã đặt ra và xây dựng bảo tồn trong suốt cả thời kỳ từ Lý Trần, Hầu Lê và đến Nguyễn. Nhưng đến thời Nguyễn thì cái biểu tượng về rồng đã bắt đầu có những điểm khác biệt. Con rồng thời Nguyễn có một cái nét riêng của văn hóa Huế, phảng phất cái bóng dáng Champa, rồi là mang cái tinh thần của truyền thống, nó phá rồn tạo dựng nên một cái hình ảnh con rồng mạnh mẽ nhưng mà không nhìn có vẻ là hung dữ quá, mạnh mẽ nhưng mà tạo nên một sự gần gũi, bởi vì những hoa văn đấy đều lấy từ trong dân gian. Cái yếu tố mà đuôi xoắn, đuôi mây hoặc là long vân thì đã bắt đầu có một cái gì đó khác biệt hơn so với con rồng thời trước, để mà người ta nhìn vào biết ngay đó con rồng thời Nguyễn. Một con rồng trên đá hay trên thẩm sứ hay là trên nề đắp nổi thì đều có một cái đặc điểm riêng. Những con rồng đó là thời Nguyễn nhưng mà nếu đặt những con rồng đó bên cạnh nhau thì nó không hề giống nhau, mà nó vẫn tạo ra những cái sự phong phú trong một cái tiêu chuẩn mực riêng của thời Nguyễn. Đấy là cái mà văn hóa Nguyễn rồi là mỹ thuật Nguyễn làm được. Nó tiếp cận và nó khai thác rất là sâu
những giá trị văn hóa bản địa, văn hóa dân gian, văn hóa Champa ở đây. Và tất nhiên cũng không hề xa rời cái mỹ thuật truyền thống là thời Lý Trần Hậu Lê. Thưa quý vị, con sông thời Nguyễn được các nghệ nhân tập trung tư tưởng, mỹ cảm để diễn tả sức mạnh trị ngự của vương quyền. Mặt khác, hình tượng rồng thể hiện vẻ đẹp uy nghiêm, ý nghĩa huyền diệu đặc trưng của biểu tượng. Ở làng Thiệu Trì, ta có thể bắt gặp rồng trên các ba nô, pháp lam ở cổng Tam Quan trước hô Nhuân Trạch, rồng khảm sàn sứ, cách điều lỗi chữ triền ở trên Bình Phong, rồng đề hòa, nơi đắp nổi tại đầu hồi Pi Đình, nhà bia, điện biểu Đức và các công trình khác. Chất liệu bằng đồng, gang ở Lư Hương khu tẩm điền, hoa lạ hỏa rồng, chạm hoa văn dây hỏa rồng và nhiều hình rồng biển thể. Rồng hóa từ hoa lá quả cành được sơn son tiệm vang lồng lẫy trong nội thất ở điện này. Hình tượng rồng ở Lăng Vua Thiệu Trì có thêm những điểm khác biệt như sừng dài có chạc vòng cung, mắt lồi dữ dàng hơn, râu và bờm căng đầy, vây lưng trải dài suốt thân mình, mỏng rông sắc nhọn, hai chân trước ôm lấy quả cầu mô phỏng theo hoa văn mai rùa, đuôi sải trung ốc loa tròn đầy vẻ trị ngư tâm lý và đe dọa. Vây rông được diễn tả rõ ràng, dày đặc hơn cả con rồng thời kỳ trước. Rồng cách điều với nhiều kiểu thức, được chạm hoa văn biển hóa tinh tế và đa dạng. Sự biến hóa của kiểu thức rồng đã thể hiện tài nghệ trang trí, sự khéo léo trong tạo hình của nghệ nhân. Những con người tài hoa từ khắp các làng xã của đất nước được triệu tập về kinh đô làm việc theo phương thờ. Trên bờ nóc của các cái cung điện lúc nào cũng có cái hình tượng song long. Trong cái quan niệm của con người thì song long đó là tượng trưng cho âm dương, một cái triết lý mà xuyên suốt trong tất cả các cái đời sống sinh hoạt của con người. Thì thông thường thì sóng long có thể trầu về nhiều thứ, có thể trầu về cái bầu thái cực, bởi vì sóng long là âm dương mà thái cực thì thái cực sinh lượng nghi chính là âm dương. Từ đó trải xuống bốn bờ quyệt thì có cái hình ảnh của hồi long để nó tượng trưng cho cái nguyên lý của thái cực sinh lượng nghi sinh ra tự tưởng, rồi tự tưởng mới hóa bạc cõi biển hóa khuôn không lượng, và đó là cái quy luật để tạo thành ra muôn vật. Rồi sóng long còn trầu vào mặt nhật, cũng là thường gặp, người ta gọi là sóng long triều Nhật. Và trong quan điểm của người Đông Phương thì tượng trưng cho cả hoàng đế. Ngay cả trong triều Nguyễn thì chúng ta thường gặp như vậy. Ví dụ như vua Minh Mạng khi mà để lại bài thơ gồm có 20 chữ để đặt tên cho những cái vị đế vương sau vua Minh Mạng, mỗi chữ đều có chữ Nhật, để đó là tượng trưng cho vua. Rồi sóng long có thể triều Nguyệt, tức là châu và mặt trăng. Bởi vì trong cái quan điểm của người Đông Phương thì hầu như tất cả các cái tiết khí ở trong năm đều liên quan đến mặt trăng. Bởi vì cái lịch của người Đông Phương chúng ta là lịch căn cứ vào trong mặt trăng. Đấy, cái con rồng hướng về mặt trăng giống như là những cái vị đế vương hướng về chính cái mặt trăng để cầu mong cho cái chuyện phong điều vũ thuận, cầu mong cho mùa màng bội thu để đem đến cái sự ấm no cho dân của mình. Thì đó là cái hình ảnh cũng rất là nhân văn. Trong một cái chủ thể về hóa thì trang trí mỹ thuật thường nguyện rất nhiều. Riêng về hóa rồng là một cái biểu tượng, một cái chữ hóa mà mang ý nghĩa khát vọng vươn tới để đạt đến những cái đỉnh cao. Từ những cái trong dân gian như là cá vượt phủ môn để thành rồng, hay là những cái rất đơn giản thì triều đình thì nó nâng cái hình tượng lên thành một cái triết lý. Hoa lá hay dây lá hoặc là mấy sóng, cái tùng hay là cái trúc hóa rồng thì đều là một cái khát vọng, cái biểu tượng vươn tới những thành tựu văn tưởng, những cái đỉnh cao của những giá trị nhân văn. Ở khía cạnh khác thì nó cũng là biểu hiện cái lòng trung quân hướng về thiên tử. Và chính cái điểm mà hóa này thì là tạo cho mỹ thuật thời Nguyễn hoa lá hóa rồng trở nên hết sức phong phú. Chúng ta không thể nào nói rằng là sẽ có mấy kiểu thức mà rất nhiều, cứ một lần khám phá ra một di tích thì có thể tìm thấy một kiểu thức. Những kiểu thức sinh động nhất chính là hoa dây hóa rồng, chúng ta cảm thấy như là vô tận, chạy về hướng đông, hướng tây, hướng bắc, hướng nam thì đều có thể gợi lên những cái mạch chạy của hoa lá hóa. Và hoa lá hóa chính là cái nối liền của cả nhất thi nhất hóa. Thưa quý vị, làng Thiệu Trì hội tụ khá nhiều những tạo hình có giá trị mỹ thuật cao với nhiều chất liệu trang trí và thể loại nghệ thuật phối hợp với nhau như nghệ thuật đúc đồng với các phương môn hình long ẩn tinh nhã, tướng kia đồng oai vệ đặt ở bãi đình, nghệ thuật pháp lam đặc sắc ở các ô học phường môn và cổ diêm điền biểu Đức,
nghệ thuật đắp đổi nề, khảm sàn sứ, nề hòa, chạm khắc đá, sơn son thiệp vàng. Một trong những đơn nguyên hội tụ gần như đầy đủ các chất liệu trang trí như vậy đó chính là bia đình, ngôi nhà bia nằm sau không gian bãi đình rộng lớn. Bia đình là nơi đặt tấm bia Thánh Đức Thần Công nguyên khối, cao 3m25, rộng 1m50. Bia được trang trí chạm khắc cẩn trọng, đề tài lượng long, long ẩn, bạc bửu, hoa là hoa rồng, tinh tế với 2.539 chữ, chia thành 23 cột. Các nhà nghiên cứu đã thống kê hệ thống trang trí bạc bửu theo bố cục của liên ba, nhất thi, nhất hòa. Ở các ô giỏ ngoài thất bia đình, mỗi hướng có 7 ô hộc. Trong đó có 4 ô đề thơ, chữ Hán, đại từ xen kẽ là 3 hình chạm bạc bửu cụ thể. Hoa lá, hình vật phối hợp với nhau rất đa chiều, có chỉnh phu rõ ràng và đa phần hình chạm đều có những dải nét hoa văn mềm mại như dải lụa phù hoa một cách rất hài hòa, trang nhã. Nghệ thuật chạm khắc của ở đây đã được học giả Lenkren ca ngợi. Bằng cách sử dụng gỗ, những người An Nam là bậc thầy, và tác phẩm của họ phần lớn đều là những tác phẩm lớn. Cho đến bây giờ, trong cái sự tìm kiếm và đánh giá phân loại về nghệ thuật chạm khắc gỗ Thầy Nguyễn thì có lẽ công trình này là còn là duy nhất bản nguyên gốc với những cái hình tượng chạm gỗ, các đề tài bát biểu, bát quả, các hình tượng về khát vọng, mong ước được bố cục theo kiểu ô học nhất thi nhất hòa. Thì bản gốc này trở thành một cái tiêu chuẩn, một cái để giới nghiên cứu đối chiếu ở các nhà bia của các lăng khác, hầu như là sơn lát tóc vàng. Riêng ở nhà bia Long là gỗ chạm phủ dầu bóng thì không có sơn lát tóc vàng, và cho đến bây giờ vẫn như vậy. Nó rất gần với một cái công trình trong đại nội, đó là Hiện Lâm Các, cũng là chỉ có gỗ phủ dầu sơn thôi. Thì đây là một cái, có thể là một cái quan niệm, một cái gì đó khác biệt. Tức là một trong ba cái thành tố quan trọng nhất để cấu thành một ngôi lăng mộ của một vị đế vương triều Nguyễn thì đó là bi đình, tức là nơi mà đặt cái tấm bia có khắc bài ký Thánh Đức Thần Công bi ký của vị từ quân nội ngôi viết để ca tụng công đức như thánh như thần của vị vua vừa mới khuất núi. Ở lăng Thiệu Trì cũng vậy, vua Từ Đức đã viết một cái bài ký để ca tụng công đức kể cả di huấn của vua Thiệu Trì, đặc biệt là tất cả những cái trước đã quan trọng nhất của vua Thiệu Trì thì vua Từ Đức cũng ghi vào, để cho đời sau thấy được rằng tuy ở trên ngôi cao có 7 năm thôi nhưng mà vua Thiệu Trì đã để lại một khối lượng trước đã vô cùng lớn, vô cùng giá trị. Và vua Từ Đức đã để ở trong đó là 14 tác phẩm. Lăng thì riêng nhà bia thì còn khác, cũng có một khác, đó là không phải cứ đan xen là một bài thơ một bức tranh liên tục mà có thể là hai bức tranh một bài thơ. Và chúng ta không tìm thấy hai bài thơ một bức tranh thì đấy là một cái cũng là khá lạ lùng. Đề tài chủ yếu bên tranh thì chủ yếu là bát biểu. Và những đề tài mà chúng ta thấy thông dụng như là cái bút hay là phó sách tượng trưng cho học hành độ đạt, cái như ý biểu hiện cho những mong ước, rồi là cái đàn hoặc là bàn cờ, rồi là bông hoa đặc biệt cho sự phù vui tao nhã, thì có một số đề tài rất hiếm, ví dụ như là ngữ cổ với cái ống đồng và hai thanh nhạc là không phải lúc nào cũng tìm thấy trong trang trí Thầy Nguyễn. Rồi là lá ngải, là ngải xuất thân là từ Phật giáo, rồi qua dân gian, rồi là xuất hiện trong thời Vũ Nguyễn và bây giờ xuất hiện trong thời Vũ Nguyễn, cái liên quan đến bùa chú và đạo giáo nhiều hơn, và là mong ước cho một cái gì đó chống lại những cái xấu, chống lại tà ma. Thế mà nó lại được đưa vào đây để, thì rõ ràng là khi người ta nói là trong mỹ thuật Thầy Nguyễn có cái tam giáo thì hoàn toàn đúng, có cả Phật giáo, có cái đạo giáo, và tất nhiên đạo giáo là cầm trịch, đạo giáo là chủ đạo. Và trong cái chạm gỗ đăng ký này là những bức chạm gỗ vô cùng quý giá, nó thể hiện yếu tố tam giáo đấy. Thưa quý vị, qua nghiên cứu, khảo sát, các nhà nghiên cứu đều thống nhất rằng nghệ thuật trang trí ở lăng Thiệu Trì cho thấy được một phần dấu ấn đặc trưng của mỹ thuật Nguyễn và những giá trị sáng tạo của các nghệ nhân trong một chặng đường dài lịch sử là hết sức to lớn. Trong tập 26, tập sang Những người bạn cổ đô Huế, bài Lăng Thiệu Trì, tác giả Lenkren khi phân tích
nhận xét và so sánh một số đặc điểm nghệ thuật tạo hình đã nhận định rằng đây là ngôi làng phong phú hơn nhiều, lộng lẫy hơn nhiều với một dãy lâu đài điện các cổ kính như các kiểu mẫu Trung Hoa mà nó đã phỏng theo, với sân trầu cao quý, vẻ tự hào như toàn bộ cảnh lăng, điệu ngư đình và các hồ rất hài hòa trong tổng thể cảnh quan. Chúng ta sẽ tiếp tục khám phá về nghệ thuật tạo hình và trang trí ở làng Thiệu Trì trong các số sau. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.